Rồi chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em để chế một con ba bánh gần như hoàn chỉnh. Như con này chỉ chở nhẹ thôi anh em nhé. Anh em kênh nhà anh em đăng ký kênh góc màn hình ấy. Đấy thì sau video là hay đến với anh em được. Còn anh em mua hàng anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại đây nhé. Sau đây em sẽ chỉ cách đây là cái em vừa mới chế hoàn thiện xong để cho tất cả anh em nhìn mẫu để anh em chế. Đấy, còn em bán thì em bán combo. Đấy thì em bán combo nếu mà mới ấy, thì là lốp cũ này, cầu lốp mới này, cầu mới 20 cái đăng với lại nhíp với lại hộp số này anh em nhá. Đấy, hộp số này thì nó hơi cũ nhưng mà đồ em đồ mới thì là combo em bán là 5,5 triệu nhá anh em nhá. Đấy, thế là đồ mới. Đây thì là combo, nếu mà anh em thích lấy đồ cũ thì nó rẻ hơn chút, là 5 triệu thôi. Đây, chế chi tiết nhá. Thì cái cầu này là em đang chế cầu 85 phân, 85 phân từ em bánh ra bên này là thành 1 mét đấy. Vẫn khung sườn anh em hàn rộng ra cũng được. Đấy, đấy mô tả để cho anh em hình dung. Đấy, còn hệ thống phanh nhá, còn hệ thống phanh thì anh em nhìn nhá. Đấy, hệ thống phanh nó chỉ đơn giản thế này thôi. Đấy thì viên này đặt phanh cho anh phát. Đấy, hệ thống phanh nó đơn giản này thôi. Đấy, vào cái kia ấy. Đấy, còn cái này thì anh em lắp vào cái hộp số đây. Đấy, số này gần cái phần vừa phần sau. Đấy, nào chờ đến trước. Rồi, lổ máy chạy thử với anh em. Chế cái hệ thống phanh nó chỉ đơn giản, anh em chỉ cần cái sắt 6 hoặc là sắt 4 thôi. Anh em phải tự chế một cái phanh nó chỉ là dễ rồi, không có gì khó khăn cả. Đấy, nó chỉ là ăn luôn. Ừ, xe máy cũ đầu anh em cắt ra anh em hàn trực tiếp mấy cái này vào bộ khung này thôi. Đấy, anh em gá vào rất chi dễ, anh em chế khi ngày xong em hướng dẫn mô tả qua. Còn bán đồ thì anh em cứ vào Zalo của em nhá, thì là có tất cả đồ luôn. Máy thì nó chế thì xong xuôi nó chỉ hết vài triệu thôi. Anh em có máy cũ rồi thì bộ khung sườn này 5-6 triệu thôi. Đấy, là anh em có thể con xe này anh em chở hàng chở rất chỉ, nếu mà anh em muốn chở nhiều thì thêm hộp số mạnh hoặc nhanh hộp số. Đấy, anh em mua thêm một cái hộp số mạnh nữa. Hộp số mạnh thì anh em lắp vào đầu cầu đấy. Hộp số mạnh thì anh em lắp trực tiếp đầu cầu, anh em chạy tải nặng thêm một chút đấy, nó chia dễ thôi. Đấy, hộp số mạnh như mình này nó đầy đủ hết cả bộ cả cần rửa dây nhá. Cái video này thì mình làm nó hơi thiếu một chút thì anh em nếu mà thích lắp hộp số mạnh vào nữa thì là ok được hết nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Đấy là mình quay hướng dẫn chi tiết để anh em chế một cái xe ba bánh rất chia ngon rồi. Đấy, còn anh em mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình đi nhá, 0364011683 anh em nhé. Dễ thôi. Rồi, chào tất cả anh em. Rồi, chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em cái bộ combo để chế anh em chế xe ba bánh nhá. Đây, em ở Bắc Giang kia, số điện thoại của em anh em là mua hàng em liên hệ trực tiếp số điện thoại nhá. Anh em yêu quý kênh anh em cứ đăng ký cho em nút đăng ký nút góc màn hình ý, thì sau có video nào nó hay thì anh em có thể xem được một cách em chế và cách đồ ấy để anh em mua hàng. Đấy, bên em nó bán nhiều lắm, có cả máy đấy. Anh em cứ đăng ký video xong anh em vào cái phần click nút video thì bên em có rất nhiều loại máy đấy để cho anh em xem. Đây, nhà em lúc nào có tầm vài chục con máy cơ, rất chi nhiều luôn. Đấy thì combo này em sẽ bán cho tất cả anh em là 5 anh em cứ liên hệ nhá. Đấy, còn nhiều người bán nên em không báo giá công khai đâu. Combo là nhíp này, lốp này, cầu này, cầu thì có hai loại cầu 1m và cầu 80 nha anh em nhá. Đấy, combo này thì em báo giá luôn là 5 triệu này, hộp số này, cầu này, hai khớp lối này. Quang nhíp thì anh em là mua thêm thì mua thêm. Đấy.
còn bộ đôi nhíp kia nữa đấy, một đôi lốp cũ đấy, thì đây là combo này là 5 triệu đấy. Còn nếu mà combo mới thì là nó rơi vào 5 triệu rưỡi nhá, thì nó sẽ có đủ lốp mới này, nhíp này, rồi khoang nhíp rồi đấy, nó đủ hết 5 triệu rưỡi. Đây là combo này là 5 triệu anh em nhé. Cầu hộp số nó chỉ có lốp cũ thôi, lốp thì anh em nhìn nó vẫn còn 70-80% yên tâm, lốp này không hở ấy rồi đấy. Còn nó lốp đây là một là loại này nhá, hai là loại khác cơ đấy, có hai loại cho anh em lựa chọn đấy. Lốp này đấy 400-12 nhá đấy, thì em báo combo nếu mà anh em mua thêm bộ này, combo bộ này nhá, thì em đang bán là 7 triệu. Tất cả đồ mới thì là 7 triệu, còn nếu mà đồ cũ thì lốp cũ, nhíp cũ thì nó sẽ rẻ hơn một chút để cho anh em lựa chọn đấy, tùy anh em vừa túi tiền. Anh em muốn mua loại như nào thì anh em cứ hỏi em, ok anh em kết bạn Zalo thì em sẽ gửi ảnh cho anh em xem combo bộ bao tiền, một combo bộ bao tiền đấy. Máy thì anh em cứ vào Zalo của mình nhá, đấy xem tất cả các loại máy có máy hết. Anh em cứ đăng ký kênh thì sau có video nó hay anh em bấm nút chuông thì sau nó hiện lên, thì anh em thích máy nào như nào thì anh em sẽ mua, tìm mua những món đồ hợp lý nhất để mình về chế cho cái bộ xe ba bánh của mình. Đấy. Thì anh em có xem tiếp video của rất nhiều máy. Chào tất cả anh em.